map của bạn nào đó trong Omelette. Và map của bạn này như là một map sinh tồn, và cái tựa đề rất là hay các bạn ạ. Vào chơi cùng mình nha. Mình nghe thấy khá là được nên mình cũng vào chơi cùng. Mình không biết cái điểm spawn của cái này nó bị cái gì, nhưng mà mới vô mình lại spawn ở dưới cái nước kia. Đó, dưới đó đó. Mới vô thì mình sẽ đi kiếm gỗ nha các bạn. Let's go. Rồi bây giờ thì trồng cây lại đi. Chấm hỏi. What the? Sao vậy? Sao á chứ mà là sao anh nha các bạn. Map này còn không có tạ độ nữa các bạn ơi. Mọi người đâu rồi? Mình đang thắc mắc là mấy bạn nó đâu. Và trời sắp tối rồi các bạn à. Oh my god, không bật bình yên mình sẽ chết với mấy con quái mất. Tiếng gì đấy? Oh my god, mình đã tìm. Các bạn có người kìa, để mình đào cục này cái. Ok lên. Ok. Quay. Oh my god, trai hay gái vậy? Nhìn. Oh my god, gái các bạn ạ. Xinh thế nhỉ. Hai nè, cutie thế nhỉ. Nhìn dễ thương thật sự các bạn ơi. Wow. Mắt bự ghê. Ừ đúng rồi, mình là một tay mắt to mà. Mắt mình đương nhiên phải bự rồi. Bạn ơi, đi đâu đây bạn? Đi đây chứ đi đâu? What? Ok. Chấm hỏi. Là đi đâu? Rồi bỏ chạy các bạn ơi. Cưỡng hôn rồi bỏ chạy. Có con zombie kìa bạn ơi. Alo, chết giờ. Ê zombie, lại đây coi. Dám đánh bạn nữ à? Bạn nữ này có tờ nha. Bạn ấy đi rồi. Alo, đừng lại đợi tôi với nào. Tôi buồn lắm. Ê, bên kia có ai kìa. Đúng rồi, bên kia có ai kìa. Go, sao tối thui thế này? Đúng là buổi tối tối thui có khác. Kìa, mình đã thấy người rồi. Let's go. Yes. Chăm hỏi cứu mình với. Anh Yên này gà vãi. Có thế mà cũng sợ cơ. Bây giờ làm gì nhờ? Ý bạn nữ hồi nãy này. Sao càng nhìn càng xinh ấy nhờ? Thích vãi. Mình ước gì bồ mình cũng chơi Minecraft. Mà không, bồ mình không chơi game nào hết. Cay vãi rồi. Ôi giời trời. Ok. Sợ đánh nhầm vãi. Con zombie chưa đánh lén. Mày bẩn bựa. Ê Step 2. Gật đầu phát. Đấy. Chào hỏi các thứ. Gật đầu chào bạn. Đấy, Hanakuti. Kuti vãi. Các bạn có hay giống mình không? Bạn này nhìn dễ thương vãi nồi. Ngoài đời mình không biết như thế nào, nhưng mà trong skin thì nhìn cưng vãi. Yêu vãi cả nồi. Tốt nhất mình nên né xa ra. Không là mình sẽ bị sự dễ thương đánh chết đấy các bạn. Nhìn mắc cười ghê. Cười cái đầu. Nhầm, xin lỗi. Có tí xíu ơi. Tự nhiên mình né xa ra rồi mà. Chân làn bé. Baby zombie. Trời ơi, lag, help me. Đời tôi. Trời ơi, các bạn ơi, lag quá. Và đây là lý do mình muốn mua PC đó các bạn ạ. Chơi Minecraft cho mượt hơn chứ để cái tình trạng này mình khóc suốt. Đánh nhau. Nhờn. Gật luôn. Nhờn. Chắc tuổi thoát đầy. Bạn Hanakuti. Để mình xem cái.
sẽ default.